thực hư việc tuyển Việt Nam chịu thiệt, Indonesia hưởng lợi vì quyết định của trọng tài Uzbekistan. Theo huấn luyện viên tuyển Philippines thì trọng tài đã đưa ra ít nhất 2 quyết định có lợi cho tuyển Indonesia, đồng thời gián tiếp tước cơ hội mong manh của tuyển Việt Nam. Ở lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026, tuyển Indonesia trên sân nhà đã giành chiến thắng trước Philippines với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp Indonesia chính thức đi tiếp, còn tuyển Việt Nam cũng chính thức bị loại bất chấp kết quả ở trận gặp Iraq, thực tế cũng thua 1-3. Tuy nhiên, sau trận thua Indonesia trên sân Bung Karno, huấn luyện viên Tom Saifin cho rằng tuyển Philippines đã phải chịu một số quyết định bất lợi từ trọng tài. Nhà cầm quân này cho rằng Philippines đáng ra phải được hưởng một quả phạt đền trong tình huống Adrian Ugalic va chạm với thủ môn Hernando Ari trong vòng cấm của Indonesia. Pha va chạm này xảy ra ở phút 85 và tình huống thậm chí còn khiến Adrian Ugalic phải lên xe cứu thương để chuyển tới bệnh viện. Ông Tom Saifin nói sau trận đấu, có một khoảnh khắc cầu thủ của chúng tôi va chạm với thủ môn của Indonesia. Đáng lẽ ra đó phải là một quả phạt đền bởi thủ môn Indonesia đã không chạm vào bóng. Theo huấn luyện viên Tom Saifin, trọng tài cần cho Philippines hưởng phạt đền, đồng thời kéo dài thêm thời gian bù giờ của hiệp 2 sau pha va chạm thời điểm cuối trận. Huấn luyện viên Tom Saifin cho rằng nếu được hưởng phạt đền trong tình huống đó, tuyển Philippines hoàn toàn có thể lấy lại tinh thần và bắt kịp về tỷ số trước Indonesia. Ngoài việc nhắc tới phạt đền, vị thuyền trưởng tuyển Philippines còn cho rằng trọng tài đáng lẽ cần cho hiệp 2 bù giờ lâu hơn sau sự cố Adrian Ugalic chấn thương. Thời gian bù giờ đáng lẽ phải kéo dài thêm vì có xe cấp cứu vào sân. Ở trận đấu tối qua, trọng tài chính làm nhiệm vụ trên sân Bung Karno là ông Rustam Lutfun người Uzbekistan. Đáng lưu ý, các trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026, trong đó có trận Indonesia gặp Philippines, đều không có VAR. Tuy nhiên, việc huấn luyện viên Tom Saifin nhắc tới trọng tài có thể chỉ là một trong những biện pháp để nhà cầm quân này bào chữa cho thất bại. Thực tế, Indonesia đã chơi áp đảo, giành chiến thắng hoàn toàn thuyết phục trước Philippines. Về cơ bản thì ở bảng F, tuyển Indonesia vẫn nhỉnh hơn so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là tuyển Việt Nam. Việc thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đoạt vé đi tiếp là hoàn toàn xứng đáng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.